Không biết đi. Cũng luôn. Trời ơi. Ai? 800 à, mấy mấy trăm ca rồi. Mấy trăm ca. Đi đâu giờ mới xuất hiện. Nghệ sĩ ưu tú Ngọc Quyền thiệt mà thấy là bả buồn lắm mới nghe. Giàu ghê chứ. Lấy tên của bà. Trời ơi, có bắp nướng nữa, đợi kìa bắp nướng kìa. Bắp nướng ngon quá đó. Ngon lắm, bắp nướng bả ngon lắm. Rồi, Quyền phụ luôn đi, Hân phụ luôn. Rồi, tới em mấy phần? 5 phần. Đó. Ok, nói với anh ta. Em này vừa đứng lên tới em. Mấy phần? 7 phần. Mấy ai à? Trời ơi. Thầy lưng xiên lên á. Ba gùa con đó. Có ngày nào con biết bao nhiêu người ba vậy mẹ? Cái ông này hồi xưa quậm cù lẳng của mẹ. Ủa vậy đó mẹ còn cù lẳng hả? Bây giờ mẹ vẫn còn mà con. Cũng đen dữ lắm rồi phải không? Sao mày biết đen? Bữa đó con gặp mẹ với ba đây. Con với ba nha. Rồi lần tiên về nha. Bài 7 phần, 7 phần. Xin lên. Đây 201. Để xài luôn rồi. Để xài với đuổi. Ok, cảm ơn. 209 đây. 1/3 là 3 phần á, 3 bịch chín á. 3 bịch chín rồi. Đây, quanh 2 phần. Để một xíu, bây giờ hết rồi. Bây giờ tiếp tục đi gái. Hai người mua 4 phần. Rồi, 4 phần đó. Hai người mua 4 phần. 10 phần là cao nhất. 8 phần vậy? 8 phần. Thích chơi vậy hả? Là 3 phần không được nha. 8 phần. 8 phần 204. 8 phần 204. Ta đo ta. Mấy cái đó ô môi đó. 5 phần. Bốn phần 102, ok. Bốn phần 102 con. Bốn phần. Cô ơi cô. Bốn phần luôn. Cho thêm cái bịch nữa. Ok, đưa em cái bao nhỏ nghe, 4 bịch. Không, 4 bịch bây giờ là 2 bịch đó mẹ. Ừ, 4 bịch là 2 bịch đúng không? Đây 8 phần, chị 4 bịch đúng không? Gái ơi, tới con đó. Mấy phần vậy? 4 phần. Dạ 4. Ok con. Mấy gái 4 phần luôn. Ok. Chú này 4 phần luôn nè. Dạ. Cảm ơn anh.
Quên. Chết. Hôm nay mua 4 phần liên quan gì chị? Trời ơi trời. Nên mua cái gì phải xin 4 phần. Chị đang chụp ở đâu nè? Chụp chứ. Ngồi dưới nhìn nãy giờ. Hết trứng nha mẹ nha. Hết trứng nha, chồng con kìa. 4 phần. Ok em. Ok em. Bây giờ là hết rồi. Đây đây con chung đỡ luôn. Gọi tới ai vậy mẹ? Em. 4 phần nè. Rồi đem 4 phần. 6 phần. Mừng em. 2 phần. Mọi người đợi em tí xíu với mọi người nha. Rồi thông báo đi con. Mọi người ơi, hết xoài, hết rau răm. Giờ này mấy giờ ta? Đúng rồi. Hết xoài, hết rau răm. Thêm một lần nữa. Hết xoài, hết rau răm. Thấy ai nè? Vừa nghe hết xoài, hết rau răm. Bây giờ nó chỉ qua chỉ lợi. 8 phần. 8 phần 240. Lấy chục đi. Lấy chục đi. 10 phần. Của chị áo đỏ 2 phần hay vậy? Vàng, có vàng. Áo đỏ nãy giờ lâu lắm nè. Nãy giờ bệnh. Tại vì anh biết sao anh bị thiếu trách nhiệm xếp hàng á. Nãy giờ không sai rồi. Anh chỉ được 3 phần thôi. Anh giận em chịu. Ok, đưa cho anh 3 phần đi. Một phần đây. Kêu không xếp hàng. Anh cứ ngồi đó hoài, nó không chịu xếp hàng. Mà bữa đó mọi người ai cũng mua, ai cũng ngồi xếp hàng hết trơn á. Đây, đưa cho chú đây con. Chào chú Hùng đi con. 3 phần, 3 phần. Áo đen ơi. 6 bịch cho em gái. 6 bịch cho em gái. Ok. Thôi lời. Cho em tập chụp tấm hình nha. Rồi ok. Ba chấm hai đây. Kìa nhìn kìa. Nhìn nó nghe cười. Không chưa. Cảm ơn em. Cái chị này thêm 2 bịch nữa. Rồi. Có 2 bịch. Không có đái nè. Mấy bịch vậy mẹ? 2 bịch. Không biết đi. Cũng luôn. 2 bịch đúng không? Rồi đưa cho em gái 2 bịch đi. Đeo sẵn không mẹ? Quê nè. Dạ đeo sẵn không? Không? Em về với anh. 2 bịch luôn. Đây ok em. Để một bịch. Một bịch cho em nghe trai. Ừ.
Rồi. Bây giờ vô trọng phải không? Rồi đợi tí xíu nha, để có thể vô trọng. Tới ai vậy ta? Để em Phong đợi chị nha.